老板你好，请给我介绍一下，我叫阮晶晶，我今年28岁，我1996出生。Tôi cao 1m67, cân nặng 68kg. Tôi đến từ Khánh Hòa. Tôi có 2 người con, một đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Tôi mong ông chủ tạo điều kiện cho tôi đến Đài Loan làm việc để kiếm thêm thu nhập. Mong ông chủ cho tôi cơ hội. Xin chào là bạn. Xin chào các bạn.